Thưa quý vị khán giả, hiện nay tình trạng lừa đảo trên không gian mạng diễn ra vô cùng phức tạp. Các đối tượng lừa đảo đã thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau và ngày càng tinh vi, trong đó nhắm vào các nhóm đối tượng như người cao tuổi, trẻ em, sinh viên, đối tượng công nhân, nhân viên văn phòng và các đối tượng khác. Mỗi nhóm đối tượng ở một độ tuổi khác nhau. Chính vì vậy mà các đối tượng lừa đảo đã thực hiện nhiều hình thức dẫn dụ khác nhau với mục tiêu chung là lấy lòng tin, đánh cắp thông tin người dùng, sau đó chiếm đoạt tài sản. 15 hình thức lừa đảo nhắm vào người cao tuổi. 1. Lừa đảo combo du lịch giá rẻ. 2. Lừa đảo cuộc gọi video deepfake. 3. Lừa đảo khóa SIM vì chưa chuẩn hóa thuê bao. 4. Giả mạo biên lai chuyển tiền thành công. 5. Giả mạo trang thông tin điện tử, cơ quan, doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội, ngân hàng. 6. Phát tán tin nhắn lừa đảo giả mạo brand name. 7. Giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện lừa đảo. 8. Lừa đảo bán hàng kém chất lượng trên sàn thương mại điện tử. 9. Đánh cắp thông tin căn cước công dân đi vay tín dụng. 10. Lừa đảo chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng. 11. Lừa đảo dịch vụ lấy lại Facebook. 12. Lừa đảo tình cảm dẫn dụ đầu tư nhận bưu phẩm. 13. Rải link phishing lừa đảo seeding quảng cáo bẩn trên Facebook. 14. Lừa đảo cho số đánh đề. 15. Lừa đảo tung tin giả về cuộc gọi mất tiền. 3 hình thức lừa đảo nhắm vào trẻ em. 1. Lừa đảo cuộc gọi video deepfake. 2. Lừa đảo tình cảm dẫn dụ chia sẻ hình ảnh nhạy cảm. 3. Lừa đảo dịch vụ lấy lại Facebook. 13 hình thức lừa đảo nhắm vào sinh viên, thanh niên. 1. Lừa đảo combo du lịch giá rẻ. 2. Lừa đảo cuộc gọi video deepfake. 3. Lừa đảo khóa SIM vì chưa chuẩn hóa thuê bao. 4. Cài cắm ứng dụng, link quảng cáo cờ bạc, cá độ, tín dụng đen. 5. Phát tán tin nhắn lừa đảo giả mạo brand name. 6. Lừa đảo đầu tư tài chính. 7. Lừa đảo tuyển cộng tác viên online. 8. Giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện lừa đảo. 9. Lừa đảo bán hàng kém chất lượng trên các sàn thương mại điện tử. 10. Đánh cắp thông tin căn cước công dân đi vay tín dụng. 11. Lừa đảo chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng. 12. Lừa đảo dịch vụ lấy lại Facebook. 13. Lừa đảo tình cảm dẫn dụ đầu tư nhận bưu phẩm. 19 hình thức lừa đảo nhắm vào nhân viên văn phòng, công nhân, người lao động. 1. Lừa đảo combo du lịch giá rẻ. 2. Lừa đảo cuộc gọi video deepfake. 3. Lừa đảo khóa SIM vì chưa chuẩn hóa thuê bao. 4. Giả danh các công ty tài chính, ngân hàng thu thập thông tin. 5. Cài cắm ứng dụng, link quảng cáo cờ bạc, cá độ, tín dụng đen. 6. Phát tán tin nhắn lừa đảo giả mạo brand name. 7. Lừa đảo đầu tư tài chính. 8. Lừa đảo tuyển cộng tác viên online. 9. Giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện lừa đảo. 10. Lừa đảo bán hàng kém chất lượng trên sàn thương mại điện tử. 11. Đánh cắp thông tin căn cước công dân đi vay tín dụng. 12. Lừa đảo chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng. 13. Lừa đảo dịch vụ lấy lại Facebook. 14. Lừa đảo tình cảm dẫn dụ đầu tư nhận bưu phẩm. 15. Rải link phishing lừa đảo seeding quảng cáo bẩn trên Facebook. 16. Lừa đảo cho số đánh đề. 17. Lừa đảo tung tin giả về cuộc gọi mất tiền. 18. Lừa đảo dịch vụ lấy lại tiền khi đã bị lừa. 19. Lừa đảo lấy cắp Telegram OTP. 10 hình thức lừa đảo nhắm vào phụ huynh học sinh. 1. Lừa đảo cuộc gọi video deepfake. 2. Lừa đảo khóa SIM vì chưa chuẩn hóa thuê bao. 3. Giả danh giáo viên, nhân viên y tế báo người thân đang cấp cứu. 4. Lừa đảo tuyển người mẫu nhí. 5. Phát tán tin nhắn lừa đảo giả mạo brand name. 6. Giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện lừa đảo. 7. Lừa đảo bán hàng kém chất lượng trên sàn thương mại điện tử. 8. Đánh cắp thông tin căn cước công dân đi vay tín dụng. 9. Lừa đảo chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng. 10. Lừa đảo tung tin giả về cuộc gọi mất tiền.